kỳ thi lần này, nếu con thật sự không qua được 80 điểm thì con cứ đánh ta 10 cái thật đau. Đúng một câu nữa là 80 điểm rồi. 78 điểm thôi. Trời ơi, biết ngay sẽ vậy mà trời. Vậy tôi đánh nha. Mời bà đừng cản tôi, bà tránh ra mau. Tôi nhất định phải đi nói chuyện này với Sebion. Gia đình yêu thương phát sóng lúc 21:30 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV3.